mấy cái anh người Tây Ban Nha. Hello. Hộ giống tôi chắc tiết kiệm tiền. Tại vì nó 100-500 mét à, Huy đi search khách sạn á, có Google chỉ trong đây. Hồi nãy đi trên biển á đôi khi không có mạng, nhưng mà tới trong đảo là có mạng nha mọi người. Người dân cười nè. Có bán trà sữa rồi, có đầy đủ nha mọi người. Đây. Quá trời đã xe chở kìa, các xe chở. Anh đó cũng đi chơi một mình giống mình. Đây con người Tây Ban Nha nè. Before you wear smart, I cannot see your face. Spain. Những cái ngôi nhà bungalow gì á hả? Đó mấy cái nhà sàn này nè. Ở cũng được. Nhưng mà chắc là Huy đi tới resort, Huy review chịu chơi một lần luôn nè. Chứ đi xa quá mà không chịu chơi là đâu có được. Ừ. Này highway cọ li bê nè, stay at highway daily monthly deal at the level, có ở cả tháng luôn, nhiều người tới đây ở cả tháng cho nên nó có giá là monthly luôn á. Saturn Dive Resort nè, ở đây có bạn hướng dẫn hết nha mọi người. Đó cái hồi nãy Huy nói là cái gì vậy? Bungalow á, là cái mấy cái nhà hồi nãy cái chỗ đó đó là bungalow. Còn scuba diving nè, ra rất là nhiều travel booking nè. Huy sẽ đi thẳng tới đây là tới khách sạn. Đây đằng sau là những cái ngôi nhà bungalow nè. Đó, resort bungalow nè. Đi dọc đường là những cái ngôi nhà bungalow nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nhiều lắm. Mọi người tới đây mọi người tự kiếm khách sạn theo ý mình thích cũng được. Giống như gặp ngoài đời đó. Ăn cái bánh croissant mua hồi nãy ở trên bờ, người ta nói ra đây giá gấp đôi. Luca. Hồi nãy mấy thằng nhỏ đi xe hơi nè. Chợ. Chua cha. Cao chưa tới 1 mét mà lái xe 2 triệu. Lúc bước xuống sao ta? Lúc bước xuống là mình thả cái xe rừng bên. Nhảy rừng bên. Thiệt luôn á, có mấy cái video clip mấy nhỏ trên mạng vậy đó. Xe 29 tiếng. Bánh croissant. Gói buồn quá, chưa ăn gì mọi người. Ăn sáng cái bánh bèo quá, bánh ngọt. Đi bộ 1 km sẽ tới. Có cái anh đó, anh đạp xe đạp. It's so cute. Yeah. Ở trong đây anh đi vô trong đó. Nhà ngư dân nè. Nhà những khu ngư dân trong này á mọi người. Có bán rau nè ha. Ngư dân có người ở cho nên cũng có chợ rau rồi nè ha. Rau cải nè. Giá trên đây mắc hết, dân người ta phải nhập thuyền qua mọi người. Rau nè, bí đỏ, hành đồ y chang Việt Nam luôn. Ồ, có resort nè. Libre Brother Laundry 60 bạc, thấy chưa? Ở trên bờ là 30 bạc. Dưới đây là gấp đôi đúng luôn rồi. Bè kia nói đúng rồi cho mày mua cái bánh. Nhưng mà kệ, đi chơi thì mình muốn nghe chị đã nói cho vui thôi, chứ đi ở đâu thì chiều ở đó thôi. Người ta cũng phải làm ăn cho mọi người. Cái tiền mà đi bờ lên bờ có tới 1.5 tiếng luôn, bữa sau không gấp đôi. Ô trời ơi, ở đây cũng có 71 mà. Nếu vậy có gấp đôi không? Trời ơi. Nếu 71 ở đâu cũng vậy mà. Ồ, cái anh đi xe đạp. Hello again. You from Korea? Anh nói gì không nghe. 71 nè mọi người. Đó, xe nè, túc túc nè, taxi survive. 71 ở trên đảo nè. Đó, đồ ăn đầy đủ. Đây là khu đảo mà người ta dân sinh sống á, cho nên nó đầy đủ lắm. Có 71 nè, sợ gì đâu. Giá cũng y chang cái gì. Không, giá cũng y chang luôn. Ồ, hình mắt thôi thiệt. Giá có y chang không ta? Chắc y chang cho 71 mà. Ra kha ở đi thâu cành này mượn cành nữa đó. Ra kha khoảng mượn cành mấy. Ở đây công trường người ta cũng đang xây dựng nha, phát triển lắm. Biển cái mà cũng phát triển lên từng ngày nè, cũng có xây dựng nhanh. Có đầy đủ quán xá, bán đồ quần áo nè, thấy không mọi người? Kính mắt đồ đầy đủ hết rồi. Đó, có con trai rồi. Cái anh đã hay là nhét đông xui vô cái lỗ tai. Ở bên Thái Lan đi bên trái cứ lộn qua quẹo qua bên phải đi hoài. Mấy cái nhà san sát nhau giống ở bên Úc quá ha.
mặc dù chưa đi Úc thấy ở trên mạng đó, đó mấy cái nhà này nè, cái nhà này nó không có tầng. Oh again Spain, hello Spain. Thấy không, cái đảo nó nhỏ đi đâu cũng gặp nó. Chao Lai Villa này, Greasy Resort, quá trời quá đất. My Head Restaurant, taxi boat là thuyền mà taxi. Oh, có bán đầy đủ nè hả, cosmetic nè, những cái mỹ phẩm, dầu gội. Sawadika. Người ta chào mình đó. Ồ, có đầy đủ quá rồi. Wow, có cái tiệm pizza ngon quá ha. Wow, pizza nè. Một cái tiệm bự ghê ta. Ở bên này có xăm tăm nè, đồ ăn đồ uống ngon lành luôn. Mở cửa tới 10 giờ đêm lận. 12 giờ trưa mở tới 10 giờ đêm. Bây giờ đang là 1 giờ rưỡi nha mọi người. Quán xả nói chung đầy ngay à. Đó, bán áo mưa đồ giống Việt Nam nè, áo mưa bóng nè. Bán đầy ngay. Ô, em bé dễ thương. So cute. Ô, bánh này ha. Bánh căng, tteokbokki, bánh mực. Welcome open. Ô, massage nè. 9 giờ tới 11 giờ đêm. Có giặt đồ luôn, 60 bạc. Giá giống nhau. Air conditioner and wifi. Không biết massage nhiều ha. Có massage ở trên biển luôn á. Những cái nhà dân nè, những cái nhà dân đó mọi người, nhìn rất là truyền thống và gây sự thích thú cho các du khách du lịch Nustela. Những cái xe túc túc cũng có luôn nè đó, taxi túc túc á. Ở ngoài đảo chị Google vẫn chụp hình được nha. Ô, ở đây có massage happy hour 4 đến 6 giờ nè. Bicycle rental, có mướn xe hơi, xe máy nữa. Ô, được quá ha. Vừa sẽ mướn xe máy và có yoga nữa. Ok, ok, mướn xe máy đi. Ô, em bé dễ thương quá. Hả? Khương Bin bay thả ron rem á khóc. Khương Bin kháu mọt Khương Bin. Kháu sóc Khương Bin na lắc chăng. Lút cuốn nữa. Hello, sawadika. Na lắc. อัน นี้ไม่ใช่ไม่มีโรงแรมที่นี้เหรอครับใช่ค่ะมีแต่โรงแรมของนี้ไปทัศเวย์ค่ะอ่าป๋อมใบบิดทางฮะโอ้อันนี้ต้นไม้สวยมากซามนอนซันไรส์ใบโรงแรมอ่ะใบทางนู้นอ๋อเฮลโลซินจาวเวียดนามซินจาวเวียดนามพูดดิพูดซินจาวเวียดนามพูดได้มั้ยไม่ได้เหรอบ๊ายบายน่ารักจังยิ้มน่ารักมากเลยดีทึ่งมากฮะฮ้ยทึ่งอยู่ได้ว่า người dân này cái chỗ để ngồi lên chơi nè. Thích quá. Thật là chill chill quá ha. ฮ้ย thích bình dị và lãng mạn như này nè. Ngồi ăn thoải mái. Chú cha thằng nhỏ mà nó chạy cái xe. Hyundai hả? Ồ thấy không, mấy thằng nhỏ nó cao chưa tới 1 mét mà nó đi cái xe này. Hay chưa? Trời ơi hay vậy không? Còn hồi nãy là hai đứa nhỏ kia nó lùng hơn nữa luôn. Nó lùng cỡ hơi vậy đó. Còn ông chạy kìa. Dễ ghét chưa. Wow. Hello. Người ta đi xả rác. Ê, đi dục rác cái lộn. Bye bye. Chú quay lại chèo luôn á. Hay không. Đó, đi vô đây tìm khách sạn thôi. Ủa sao người ta cứ chỉ vô đây vậy ta. Cái Google cứ bắt chỉ vô đây mà cái chỉ đó nó không có. Thang ní hả cấp? Thang ní hả? À, anh ní hả? Thằng nhỏ nó cứ nhìn theo Huy hoài luôn. Trưa nắng mà chị Google bác đi chỉ vô đó mà kẹt đường. Ở trong đây nó có nhiều đường hẻm quá, chị Google cũng khó. Tại vì đường hẻm nhiều quá, Google chị cũng khó mọi người. Đảo mà. Nên mình phải ráng đi kiếm. Nhờ đi bộ vậy mà thấy được cuộc sống của người dân, chứ đi trên xe thì trên xe thì đi nhanh quá đâu có nhìn ngắm được cái cảnh sinh hoạt người dân ở trên đây đâu mọi người. Ở Thái Lan lúc này cũng có đình miếu giống như ở Huế mình đó. Ở Huế mình mới có cho mấy tỉnh khác thôi cơ. Wow, ở trong đây này mát mẻ quá nè. Trời ơi, xách cái túi này nó nặng nó đau lắm. Đây. Ủa sao đây là no entry? À, no entry cho những cái chiếc xe. Thí dụ mà đi cái xe sim
mô tô người ta chở tới, người ta cũng dừng ở đây, mình phải đi bộ vô Bugala nè. Cái này là chắc hơi mướn ở đây ở luôn quá, sang luôn, chơi sang một bữa luôn, thấy ngon lành cành đào chứ. Cái giọng này cũng sang này, cũng ngay biển này mà ngồi view ngay biển luôn á. Vô hỏi tiếp tân ở luôn. Qua wow, cái giọng có ngồi trước rồi hai mái hiên rồi, ok quá mọi người ơi. Nè, có cái giọng nè, quay lại tuổi thơ. Người ta chặt cây nè, xong rồi mấy anh chặt cây. Hello. Dễ thương quá. Người ta chặt. Ô, cái nhà này giàu quá. Cái hiệu này sang, cái nhà này sang, kiểu kiểu là bình dạng nhưng mà sang trọng á, mắc tiền á. Có con mèo sang trọng đó, thấy chưa? Nhìn sang thấy chưa? Đâu có rẻ đâu, trong đây là dạng như nè, đó. Có giọng, có nhà hai tầng, Huy sẽ thuê một mình Huy ở, sang luôn một lần. Có xe đạp ở đây luôn đó, sẽ vô đây hỏi red reception here in the front of yeah in. Người ta nói tiếng Anh được tại vì du khách nước ngoài không à. Huy khỏi nói tiếng Sawadika, người ta chào. Oh, đây là khách sạn Huy sẽ ở nha, Huy sẽ chịu chơi luôn. Ở trên đây có hồ bơi và mình sẽ lên, mình sẽ lên reception từ 7 giờ tới 9 giờ đêm nha mọi người. Đó, có restaurant cũng 7 giờ đến 9 giờ đêm, ba cũng vậy luôn, ba là mở đến trễ. Ở đây có nước cho mình rửa chân nè. Ô, và đã có cái shop lặn và có yoga luôn nha, có rất là nhiều. Có oh my god, cái Huy thích nhất nè, sex meditation, là có nghĩa là buổi ngồi thuyền và buổi sáng, nhưng mà book your place at reception, mình phải booking trước nha mọi người. Thích quá. Ở đây có, bên đây kia có massage nữa, Castaway massage for health. review where you from? Holland. Oh, it's so beautiful, have the tulip yes. The flower, can you say hello? Yeah, hello. Xin chào Việt Nam. I'm from Vietnam. Yeah. Oh, we're from the Netherlands. Yeah. Nay na ona. Hello. Oh, đẹp quá mọi người, có massage rồi luôn này, có massage ngay giữa biển luôn, review cho mọi người luôn, đeo cái cặp nặng quá nhưng mà thấy đẹp quá, cũng không có nở mà đi lên nghỉ ngơi luôn. Oh, người ta massage đó hả? Sủi má. Ra pha thấu lại khắp thường sơ mung á, để hỏi luôn nha mọi người. À, sạm lói xì xịt đó hả? À, nga lắc chăng rồi. Ôi, massage giữa biển luôn này, đây là khách sạn Huy ở nha. Huy chịu chơi luôn, đi ra đây mười mấy tiếng. Có những người muốn miễn phí thì để cái miếng này nè, tập hỏi tập trong lớp cái biển đó. Xanh lè, xanh lét, xanh ngọc bích, yoga nè. Cái trường đó, chắc xin ra đây dạy học yoga luôn á. Xin visa làm việc, nghe đồn là bây giờ xin đây yoga Castaway Morning. Bao nhiêu vậy ta? Ồ, yoga là ngồi đây nè, meditation nè. Những du khách nước ngoài đó ở dưới bích. Yoga ha, ra kha thấu ra của nước chặt mấy con. Mấy mi léo hả? À, Achan khưng phăng hả? Có giặc Achan mày mấy bỏm giặc thằng Nga thầm Nga. Lo lên. À, tông ro chuông lúc khác xong luôn á. Ấy là Huy bộ Huy nói cho, có cần người thầy mới không? Cho tôi xin làm việc với. Chị đó rất tông ro chuông mà ấy là chờ tới cái thời điểm mà cao á, nhiều người du lịch đó thì sẽ cần. Khách sạn có đầy đủ nha mọi người, mặt nạ rồi gì á, thuê hết, có giá cho mọi người coi luôn. Bicycle, mai xe đạp luôn nè, 50 bạc một giờ, muốn một 6 giờ là 250. Có ba, có club. Có anh mấy người nghe Huy nói tiếng Việt. Đây là không gian Huy ở nè. Đó, cái nhìn ra cái biển đẹp quá ha, mê luôn. Nhìn mà y bài luôn á. Ô, cái biển gì mà xanh lè xanh lét vậy ông? Cát trắng xóa luôn á. Ô, đi cái mùa thấp điểm đó là y bài ít khách. Đang mùa mưa sao Huy ra trúng cái ngày nắng đẹp vậy nè. Hơn gây hơn luôn á. Huy vừa tới khách sạn nè, người ta cho Huy một cái ly nước khi mà hỏi giá check in nè mọi người. Ly nước đúng là kiểu Thái Lan luôn, có đá, Huy mê đá lắm, lúc này Huy cũng đá. Ở Thái Lan nóng hết. Đó, mùa thấp điểm mà khách vô quá trời.
again. Oh my god. You stand together. Oh, we stay together. Hello again. Lại gặp mấy người đây rồi. Vui quá. Gặp mấy người tại bàn nhà. Đây là phòng Huy ở, anh này anh giúp Huy vô check đi. Rồi đi con. Đây. Hôm nay mày nghỉ hả? Không anh. Anh ấy cháy ra ngày có bật em đây phải không? Mi em. Trời mắc cười vừa bước vô. Vừa bước vô là toilet nó ở ngay trong cửa nhà luôn nè mọi người. Đó, toilet như này. Xong rồi trong đây là phòng tắm ha. Mà khách sạn này kiểu như thế này nhưng mà được không gian sinh hoạt chung là mọi thứ được ghê, nhưng mà ở đây là không có máy lạnh. Nhưng mà do cũng ở đảo nó không có máy lạnh, mũi nó vô không thấy ba mũi bay nè. Nhưng mà ở đây thì đẹp rồi. Huy thấy ở trên mạng người ta đám cưới người ta tới đây để cầu hôn á, có mấy vị sư tới đây làm bộ ảnh chung với lại mấy người làm đám cưới á, có ăn chay rồi á mọi người. Cho nên Huy thích Huy ở đó. Chuối kìa. Ồ chuối kìa, xum xuê quá ha. Ở trước là tre. Cái cây đẹp vậy trời, cái nhánh nó bị đó nè, trời ơi năm giống như năm ngón tay vậy ông. Trời ơi như cái cây vậy ha, cây ruộng ha. Hoặc là cái bàn tay của con người vậy ha. Ô hay quá ha, cái cây trước của phòng của Huy á. Đó là biển đó. Phòng Huy là biển, còn nếu mà phòng Huy là hướng vườn, còn nếu mà muốn cái phòng ngay chỗ hướng biển luôn là mắc hơn. Mắc gấp 5, gấp 3 lần. Huy tới đây, người ta treo quần tắm, áo tắm rồi ở đây. Để tiết kiệm tiền chứ ở khách sạn mà giặt đồ mắc lắm á. Ở đây cũng nóng cho nên là phơi đồ cũng nhanh. Phòng thì như thế này nè, đó, nhìn ra được rồi. Muốn người ta không nhìn là đóng cái này lại ha. Chỗ đây có mấy cái móc treo đồ. Ồ, ở đây có cái đèn ngủ, dễ thương quá ha. Đây có mấy quạt, mà. À, có mấy quạt nha mọi người. À, mấy quạt. Không có máy lạnh nhưng có mấy quạt. Vườn tre rồi, thích quá ha. Nói chung là mình chỉ cần tới để có ngắm biển á. Cái chỗ ở. Đây cái rương để kho báu. Kho báu của công chúa. Công chúa Huy Ma bằng công. Mở hai cái đèn lên cho nó đều. Ơi, cái mùng nè, văng cái mùng ra là đâu có bị mũi chích đâu. À, thế là Huy không sợ bị mũi chích. Cái phòng này rất là ok nha. Huy sẽ ngồi thiền vào buổi sáng để đón bình minh và nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì hết, bỏ hết bộn bề của cuộc sống, công việc, gia đình, YouTube luôn, để có sức để làm YouTube cho những tập tiếp theo vào mỗi buổi sáng. Meditation, không nghĩ gì hết. Lâu lâu cho mình một lần đi chơi một mình như thế này, không suy nghĩ gì. Wow, ở đây nó có cái màn để bỏ xuống rồi nè, cho người ta không thấy ở phía trước, đóng lại để đi ngủ á mọi người. Nhưng mà ở đây là mình cần cái view mà, đâu cần đóng lại đâu. Mình đã có người yêu đâu mà đóng lại chi. Ê, nhưng mà giờ mình nghĩ á, nếu mà mình ở đây á, cái phòng này giống như là cho bồ bịch ở, thì có người tới đây để cầu hôn thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái clip mà mình tự nghĩ là có người cầu hôn mình, đám cưới mình ở đây. Mình sẽ diễn một vai chú rể và chú cô dâu luôn. Anh xin thôi, diễn không được, tự nhiên nói diễn mà diễn không được. Thôi.